Ngày 29 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 12 người tham gia vụ hỗn chiến giữa hai nhóm xảy ra tại một quán karaoke trên đường Trần Phú, thuộc phường Bê Lao, thành phố Bảo Lộc để phục vụ công tác điều tra. Vào tối ngày 24 tháng 10, trong lúc nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đó, thì hai bên đã xảy ra xô xát đánh nhau. Sau đó, hai nhóm này dùng mã tấu, dao, mát tuyếp sắt lao vào chém nhau tán loạn khiến những người chứng kiến một phen khiếp sợ. Vụ hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút đã làm 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ việc, một nhóm đã lên nhiều ô tô rời đi khỏi hiện trường. Đến ngày 28 tháng 10, tất cả những người liên quan đến vụ hỗn chiến được công an triệu tập đến trụ sở làm việc. Chiều ngày 29 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 12 người trong hai nhóm trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến, đồng thời hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.